giờ 15 kg nữa, dạ. 20 kg rồi. Kìa, cô mua tới 15 kg luôn hả cô? Nãy cô mua 5 rồi, là 20, tổng cộng 20 kg. Nãy cô mua mình 5 kg rồi, giờ 15 kg nữa. Ồ, cô mua số lượng khủng luôn đấy cả nhà. Ngày mai con nhớ ghé để ủng hộ nha cô. Ngày mai bán cái món khác á. Cái này chắc là cô cho anh em họ hàng hả cô ha? Cho mình. Dạ. Lâu lâu mới có giá món cụt nó dẻ vậy chứ chợ nó mắc quá. Quá hái luôn đó cô. Tại vườn luôn. Tươi mà. Đá tươi luôn nè. Còn cô ngoài vườn là cô kia hái vô là đè gửi vô liền luôn á. Cô tươi luôn nè mọi người. Hôm kia mình ở sát mình cho mọi người xem này. Tươi mà to kìa, tươi tươi ha, nó rất là tươi luôn. Thành ra là số 1. Cô ơi, cô chỉ cho con cách lựa món cụt ngon đi cô. Mình có biết lựa đâu, tự người ta chỉ mình lựa bóp cái mềm đùa. À, bóp nó mềm đều là ngon rồi cô ha. Cũng là cái đó bị hư à? Dạ. Cũng vậy ăn biết ha. Không cô, cái trái nó mà cứng cứng đấy cô, mình vừa bóp gỏi được không cô? Không, mua họ đưa tiền đây giùm. Con bóp gỏi được á. Sao đâu. Đấy chị này là mua rồi, bây giờ là mới biết lấy được cái tiền. Có vẻ như món ăn cục này bán được của ta. Ăn cục có vẻ bán được, chắc mai bán một thứ. Bây giờ đang nằm xuống luôn. Với lại nhà cô gần đây không cô? Với lại nói gần có cái nào gần lắm. Dạ. Cô có biết cái hoàn cảnh của anh chồng không? Không biết, thấy là bán rẻ thì là mua ủng hộ luôn thôi. Tại vì đâu mua anh? Đây anh trọng là gặp khách chộp á, vui ha. Mai nhất chỉ có dài ăn bán nha. Còn còn ba bọc nha nữa. Ủa vậy hả? Ờ về lấy ba. Dưới còn một bọc nữa. Chờ hết ba tô luôn nha. Lấy hết luôn, hà lấy mới. Cái này 5 kg cho em. Trọng ơi, cô hỏi là cân ký có đủ 5 kg chứ kìa. Chưa cô ơi, còn thêm mấy cái nữa. Một cái nữa. Nữa một cái nữa. Cân là cân, cân đủ ký không đó cô ơi. Cân chuẩn không? Không, cân nó chuẩn đó cô, yên tâm. Cũng mua bình thường, thấy rồi. Lấy thêm một bình nữa đây. Hôm qua là từ anh cân em đủ ký ra đó rồi, yên tâm đi cô. Cô này vừa nãy cũng mua 5 kg này anh em. Nay bạn chọn làm cái tấm bảng mang cụt 35.000 nè, còn đắt khách nữa, nhiều người biết. Nãy mới tính ghé vô uống miếng nước à. Chắc ở đây là có người mua luôn, liên tục ha. Khán giả là đang ở đây bán có mấy à? Có thể khen mang cụt. Bắt bệnh luôn. Anh Trọng ơi, ví dụ như khán giả người ta muốn mua, người ta anh có ship cho khán giả không? Dạ. Khán giả người ta muốn mua á. Dạ. Anh có ship cho khán giả trong thành phố. Ship đơn đi hả? Ờ. Được. Được không? Được. Ờ, đúng rồi. Trong nhận ship luôn nè mọi người. Giao hàng tận nơi luôn rồi. Miễn quý ship không? Giao tận trong quý ship trong nội thành thôi nha. Trong nội thành. Trời ơi. Hello, cô nãy có mua măng cụt rồi phải không anh Trọng? Dạ. Cô này mua rồi đúng không? Dạ. Cô mua rồi thấy ngon, giờ tới ủng hộ tiết anh Trọng đây. Cô có mua 5 kg rồi. Mua tới 15 kg nữa là 20 rồi. Mua thêm 15 kg nữa. Lâu lắm cô mới tìm được cái chỗ mà bán măng cụt ngon mà rẻ như vậy đây. Rẻ to lắm quý vị. Nên anh Trọng cũng măng lớn rồi. Bây giờ bán được nhiều anh Trọng? Riêng cô này là gần 20 kg sơ sơ và nó cũng gần 5-6 kg cũng phải gần 30 kg rồi. À. Cũng được ha, mới nó chưa được nửa tiếng mà bán cũng số lượng cũng nhiều đó. Mai mốt mà bán được măng cụt thì anh
nhập măng cụt bán luôn anh Trọng ơi. Cho là măng cụt của anh Trọng bán giá nó rẻ. Thay vì người ta ngoài chợ bán 50.000, anh Trọng bán có 35.000 à. Quá rẻ luôn á. Siêu thị là bán 70 đó anh. Ngày cũng có một cái cô đi xe khách tới mua. Chị ơi, mua măng cụt này chị ơi. 35.000. Đó là đắt khách. Cô này mua tới 20kg luôn đó chị. Bán phá giá. Bán phá giá sập sàn luôn. Cục mới luôn á chị. Giá thị trường là 50.000 kg. Anh Trọng bán 35.000 kg. Đại hạ giá. Anh Trọng là cho tha hồ lựa luôn, không phải những nơi khác nha. Những nơi kia là người ta chỉ bốc đại, người ta không có cho lựa từng trái như vậy đâu. Tại vì lựa như vậy, có những trái hư là mình bị lỗ rất là nhiều luôn á. Này có cái cô kia đi SH tới mua măng cụt anh Trọng rồi xin số điện thoại luôn. Mai mốt là muốn mua là sẽ gọi anh Trọng. Trời ơi, xin số điện thoại luôn. Đúng rồi. Tại anh Trọng bán rẻ với bán cũng dễ tính, cũng vui vẻ nữa. Vậy là anh Trọng có thêm một khách mối VIP đại gia đi xe khách Hồ Đỏ. Trọng hôm nay thấy vui không Trọng? Cờ tít mát luôn. Qua thấy anh bán chôm chôm ngồi rầu mà buồn mất chôm chôm ăn mà nay là bán không kịp tính tiền luôn. Mà cô lấy thêm 15kg nè. Đây, hai bịch của cô nè cả nhà. Một bịch này. Bịch. Mỗi bịch là 5kg đó. Cô mua 4 bịch luôn nè, còn mua gì ơi? Cô mua 75. Vậy 600 cho 75 là 525.000. 525. Đúng rồi. Vậy 600 trừ là 525.000. Đó, tính nhanh không? Đúng rồi đó. Anh đậu tôi cái máy tính này. Hai cầm cái computer ra để bên đó. Buôn bán là phải tính toán nhanh. Ô, cô mua 55kg đó cô ơi. Cô bánh lớn rồi. Cô nãy giờ mua 25kg. Cô dễ thương quá trời. Gọi là tổng cộng là cô mua tới 25kg lận đó. Chị đi mua 5kg nhất, 1kg duy nhất. Cô thay hồ lựa luôn cô ơi. Rồi, hàng mới luôn. Hình như chẳng còn 2 bịch ở trong nhà nữa. Bây giờ không về nhà kịp. Mà để ta bán cho. Mà lấy đi sao không kịp. Chạy về đi gần mà để đây để có lựa cho. Một bịch mới thấy trái to ghê luôn. Ngon ngon quá, cũng là hàng tự nhà vườn cái tôm. Ồ, trái này trái này bự ha. Bình Định giáo yêu á, liên hệ với Bình Định. Nói Trọng đặt hàng bên đây. Bự quá trời. Tao giờ buồn lắm mà giờ bán thấy vui không? Dạ. Hết vui. Vui mà, hỏi đủ ra. Yếu yếu mạnh mà giờ quá trời. Không ai mua chôm chôm hết trơn vậy. Chôm chôm này là hồi anh mình đi tới mua rồi. Chị công nhận là trái to hả chị ha? Cái loại là tươi đúng không? Trái to mà tươi. Quá hái luôn á chị. Kinh nghiệm của con mua trái nhận ra là nó sẽ ngon hơn. Thật đúng rồi. Phải không? Phải. Để cho tôi ăn 3kg rồi mà. Trời ơi. Anh gì ghê vậy? Một mình mà ăn tới 3kg hả? Cho 5kg. Để ha mà bóp phát hiện nè. Rồi bóp có điều quá ha. Cô lựa những trái to để ngon để không à? Chị này cũng phải 2-3kg á. Bịch này ừ, 2kg, 3kg. 3kg luôn rồi. Thở cái tay ra. Không, có một trái thôi chứ. Chị lấy 4kg luôn đi chị. Rẻ mà chị, cơ hội đó. Có ngày mua chị giúp đó. Bán giá 35. Bán hôm nay là nghỉ bán rồi. Ngày mai lên 40. Cho nên hôm nay mua tranh thủ đi chị. Ngày mai là lên giá đấy chị. Chạy hồi nãy chị kêu vợ tôi lấy 2 lần. Tôi giả ông mà nghe. Chỉ vô mặt ông luôn. Ông bán cho tôi 40.000 một ký. Bây giờ cái gì ông cũng kêu tôi cái gì. Thì lấy dùng rồi kêu là thầy. Chúc tặng 2 trái. Trời trời, 2 trái to quá nhờ. Tự nhiên nãy clip nó lên rồi nó bị mắc cái luồng á. Phải tải lại. Tải lại hả? Không có coi được. YouTube dạng này nó hơi bị lỗi á. Bị lỗi. Bị lỗi. Bữa clip là mua xe đây cũng bị lỗi luôn. Ông mới tải 2-3 tiếng cũng chưa lên. Cô bữa nay tôi mua tới nhà 25kg rồi lát anh Trọng tặng cho cô thẻ VIP. Thẻ VIP luôn. Thẻ VIP là lần sau sẽ giảm 10% cho cô ơi, sao? Lần sau đi quẹt thẻ là sẽ được giảm giá. Có mấy quẹt thẻ luôn hả? Ôi là lần sau lên giá cao lắm.
Chị mua bao nhiêu ký vậy chồng? 4 ký. Chồng ơi chút xíu nữa chị chạy về lấy 2-3 bao ra ba tổng. Ôi bán quá rồi. Trời nè, sắp hết luôn rồi nè. Bán một chỗ luôn. Anh Lan Thiên Giang anh lên quay cái có gì cầm quay giùm anh. Bán hết đi rồi đi lấy. Cảm ơn cô đã cứu vớt cuộc đời của Trọng Xuân. Cứu vớt cuộc đời luôn. Cứu vớt mấy đứa nhỏ cô ơi. Ở nhà con mà bày đi. Dạ, 5 đứa. Dạ. Con như tuổi hay 5 đứa? Con 32 tuổi. Con mua đây Tết đó, tặng lịch nha con. Chắc bán được lên tới Tết luôn hả? Một người rất khi là ba này cô mua tới 5 bịch lận quý vị ơi, nãy một bịch là cho 4 bịch. Chúng đưa cây à, cuối năm sẽ làm một cái bánh như vậy đó. Chúng đưa cây để tặng khách hàng. Cô rất là vui tính luôn. Cô ơi, cô ơi cô. Bảy trăm ngàn đúng rồi, 35 ngàn, 20 ký là 700. Buôn máu 15 cái tay lẹ chân, tính toán mà nhanh chứ. Thôi thôi thôi, không sao. Cô ơi, cô nói hàng xấu của cô ra mua đi cô, ngon đấy cô. Cô kêu hết phường của cô đang ở mà mua đi. Trời ơi, chồng có 200. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Cảm ơn cô nha cô nha. Trời ơi, con mua này cưng chưa? Em không ra chở luôn kìa trời. Mà đi về lái đi. Về lấy đi chồng ơi, có gì chị bán cho. Đi về lấy đi. Em về bán gì chị? Chạy nguyên chiếc hả? Một dây anh nè. Đó không? Dạ. Anh có ngay chìa khóa không được? Còn mấy bao rồi nha. Đồ là 2 bịch. 2 bịch đi ra hết luôn đi chứ để nhà. 2 bịch được khoảng 10 ký hơn á. Cái này dễ bán rồi ăn được ha. Không, với chậm nó bán cũng giá cũng mềm nữa. 35 ngàn quá dễ luôn á. Cái chị kia chị cũng mua 4-5 ký, ngay cả bà bán vé số cũng mua được mà. Con đúng nha. Tất kia luôn. Cô chú đã làm một việc rất là tốt luôn á, giúp Trọng Súng kinh doanh mua bán. Bye bye cô ạ. Dạ. Tại vì ngày mai là giá sẽ cao hơn nữa. Hãy riêng cho cô thì cô được, dành cho cô này tính nha. Lấy cái nào mềm mềm á, đừng lấy cứng quá đó. Trọng trong cái lúc thời gian đi về nhà lấy măng cụt thì rất đông khách đến mua là măng cụt đây nè. Có cái nhỏ nhỏ rồi, Trọng lại ra thêm lên số lượng măng cụt. Má ơi, thêm vô cái này trái của má. Rất là đông khách. Ủa mấy cái lập mẫu này tới rồi hả? Con rất là. Số tiền là Trọng ơi, 35 ngàn nè. 45 ngàn em, 35 không lên. Cô mua thêm 1 ký nữa đi cô. Đã nãy cô mua 1 ký, cô ăn hết thằng nữa. Đó, con cô thôi ha, mà dẻ ha cô. Cô bán ngon cô chú gì ơi. À, cô bán với số, cô vừa mua được 1 ký. Cô ăn nữa được nửa ký. Giá là người bình dân cũng đều mua được luôn đó cả nhà. Giá rất là bình dân. Có nghĩa là nó càng ngon. Rồi, con cảm ơn cô. Chứ ngoài chợ mình mua đó 40-50 ngàn ký rồi. 35 ngàn, không có nơi nào bán 35 ngàn ngon như thế này. Đi nhà lắm. Cái này Lâm Khánh gửi lên luôn á. Nên là mua rẻ nên bán rẻ. Đúng rồi. Ở đây là mua tặng vườn nha con, cho nên giá nó rẻ. À, cảm ơn cô nha. Rồi bây giờ Trọng Súng đổ thêm những giới thiệu bà con bạn bè ra mạo hết đi cô ơi. Đã mua hết cô. Ồ. Bên đây là 10 ký nè. Ờ. Nãy giờ bán hơi bộn quá, bán được 70 ký chưa. Trọng Súng đang ngon đúng không? Đi vô xa. Ra kia công an lấy giấy. Ở đây làm bán là có lấy chưa? Chưa tới đâu. Tại vì biết sao không? Giá hơi cực là dễ ăn. Đó là người ta mua nhiều. À, nó chục không? Mấy cuộc người ta bắt có thích ăn cái chị ơi. Người ta để đến mùa. Rồi. Mà lựa ta 2 ký đi. Ok anh. Anh thủ mùi lạc hết á, anh Bình Định mua 2 ký. Lấy cái gì không có mua à? Mình lấy lựa cho anh Bình Định nữa, mấy cái sự sượng thôi. Dạ. Nó gửi rồi nè. Dạ. Bớt đi. Mà lựa người ta có nó. Ôi hôm nay chồng mà. Nhỏ nhỏ. Chồng ơi. Hôm nay tuyển một hot boy hả chồng? Mềm mềm không? Trọng ơi, hôm nay tuyển một anh hot boy bán hàng hả? Quá trời, đẹp trai luôn. Hot boy Canada hả? Hot boy Canada. Đây là... Hot boy Canada là bị tai biến cái mày. Thôi không em đi, cứ nhảy giọng đâu. Thôi kìa. Nãy giờ tôi đợi cái nào mà hư đó. Bán cho mày định á. Đợi chứ bán cho em, tốt. Chứ ăn anh. Bây giờ thử cho tôi một cái coi. Hư hả? Làm ăn nữa. Dạ, cái này đi. Dạ,
dạt dạt chứ thầy mua vãi đi được cái này cái kia thôi. Đứng lựa cá đen quá. Anh trai ơi, anh trai tên gì á? Hot boy đẹp trai quá hả? Đây là kênh Lang Thang Kiên Giang, đây là anh em kết nghĩa của Trọng Súng. Đó ta chửi tôi cái gì? Cả nhà hãy vô đăng ký nhấn chuông subscribe à. Nhiều anh em kết nghĩa cho ta chửi em giờ có kênh Trọng Súng Vlog là kênh chính không quý vị? Rồi kênh phụ là Trọng Súng Vlog 2 quý vị. Cả nhà vô Trọng Súng Vlog rồi dislike nha cả nhà. Kênh Trọng Súng Vlog quý vị, là kênh chính không quý vị. Chị bán em còn không mua nữa. Nó ra ngoài thị trường người ta bán 50 kìa. Cái đó là mấy chỗ ấy còn mình không, mình bán giá thấp quá cũng không được đâu. Bạn hàng sẽ xử đẹp mày đó. Đúng rồi đó. Đẹp. Mình người gọi là phải giá đó. Đúng chỗ đó mình bán cho bà con gần chỗ mình ở là được. Đúng rồi. Mình bán đây là gần mình bán. Với ra kia bán 35.000 người ta nói bán 40 ông bán. Người ta nói là phá giá, cướp hàng của người ta là người ta chửi mình, người ta đánh mình đó. Cạnh tranh đó. Tôi hay mua là 50.000 đó. Rồi vậy. Chồng ơi, và bây giờ mình ra khu công nghiệp Bonche mình bán 40 ha. Rồi rồi. Tại vì chỗ đó lỡ bán 35.000 rồi. Bán cho ngọt quá trời. Nói anh Bình Định giới thiệu. Ý. Gì vậy? Ai rớt tiền hả? Rớt tiền. Thằng đó ai rớt tiền là mắt nó sáng lắm. Mày lụm tiền được người ta là niềm vui của mày, nhưng nỗi buồn khác mà sao mắt sáng như vậy? Bỏ rồi lụm 2 triệu rồi. Nhưng mà cái đó không bền nha. Có 10.000 à. 2 triệu. Có lần khác nữa. Có lần khác nữa. Nhưng mà lượm mấy cái đó không bền đâu nha Trọng ơi. Mà lượm nhiều mà mang nghiệp chứ được gì, tao đi đi. Bye bye Trọng nha. Đi đâu, đi thẳng ra chứ mà đi quẹ vô đó làm gì nữa. Hợp đây xe. Chán ghê. Phải đừng rớt nha. Còn 2 bao nữa kìa. 2 bao trong cốt kìa. Nhớ giữ cái mic của tao nha. Muốn rồi tao chạy.